Hello mấy anh em Việt Nam chơi uh, game Rise of Kingdoms. Uh, thì uh, đến gần cuối năm rồi. Uh, sắp sửa hết năm 2022 rồi. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video để cho anh em biết là trong cái năm vừa qua 2022 ba con tướng nào mình nghĩ là mạnh nhất. Thì sẽ có một con tướng cho bộ binh, một con tướng cho kỵ binh và một tướng một con tướng cho cung thủ. Thì uh, hãy đi luôn vào tướng nói về tướng uh, kỵ binh đi thì về tướng kỵ binh ấy mình nghĩ uh, khá là nhiều tướng khỏe đúng không có nevsky này có hạng vũ này có uh, john prime này đấy ba con khá là khỏe bây giờ mình nghĩ là nếu về nói về kỵ binh loại ba con tướng kỵ khá là khỏe nhưng mà nếu mà phải chọn một trong ba con này để tìm ra con nào mạnh nhất ấy, thì uh, ý kiến của mình là nevsky alexander nevsky vẫn là một trong những con tướng một con tướng cực kỳ mạnh cho với kỵ binh bây giờ mặc dù là con tướng mới nhất là con John of Arc uh, John Prime, con này uh, mới ra cũng khá lâu rồi nhưng mà vẫn là rất là rất là khỏe. thì uh, lý do tại sao thì uh, cái skill cái, 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 cái kỹ năng số 1 của con này cực kỳ khỏe luôn, đánh chỉ số uh, sát thương rất là cao, lại có cái kiểu là uh, hiệu ứng uh, uh, hệ số sát thương 2 này và gây bùa giải. Đại. giảm phòng thủ có hiệu lực 3 giây, à, giảm phòng thủ à, bằng số lượng kẻ thù bao vây mục tiêu 15 tối đa ba kẻ thù nghĩa là cái cái sự cái giảm mức phòng thủ của cái đối phương mình tấn công ấy rất là cao. À, đánh bây giờ mà đánh kiểu xuông đánh cầm nhiều đạo đi xuông ấy thì đánh phiêu rất là khỏe. Rồi à, những cái chỉ số khác nữa cực kỳ ngon cho với kỵ binh luôn. Uh, mà những cái chỉ số này ấy, là để đánh độ cũng được, để đánh phiêu cũng được mà vào thủ nhà cũng được, thủ cờ cũng được. Uh, khi thủ nhà thì cần chú ý là thủ nhà là phải để 100% kỵ binh vì cái skill thứ 4 là tăng cực kỳ tăng lại cái cái, 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 cái kỹ năng tăng sát thương ấy cực cao luôn. 25% kỹ năng tăng uh, thưởng sát thương kỹ năng này. Rồi cái con uh, phụ nữa lại được tăng thêm 35% nữa, cực kỳ cực kỳ cao. Nhưng mà khi dùng cái này mà để thủ nhà ấy, thì anh em phải chú ý là phải là 100% kỵ binh. Uh, còn khi thủ cờ mới là thủ pháo đài thì dễ rồi thì tôi tôi thấy con này được dùng thủ khá là nhiều rồi. có thể dùng để thủ được nếu mà uh, muốn một con tướng mà đánh được dùng được nhiều kỹ lăng nhiều thứ vừa thủ được nha vừa thủ được cờ uh, vừa thủ được đen vừa rally được luôn con này rally anh em biết rồi đấy dùng dùng rất là nhiều luôn đi với hàng vũ nevsky lời nevsky zone này kỵ binh rally thực đỉnh mà khỏe so với tôi là khỏe nhất bây giờ so với kỵ binh không không có gì phải bàn cãi được thì uh, với những cặp khác thì có thể còn nhiều suy nghĩ nhưng mà so với kỵ binh ấy, con này đối với tôi là mạnh nhất number one số một uh, cực kỳ khỏe đánh phiêu thủ nhà được mà rally cờ, rally các thứ đều khỏe hết um, mà hiện tại bây giờ là cái uh, cái cái xu hướng bây giờ là nó ra commander ấy, là ra là tướng mới ấy, là tàn um, tướng đánh skill cao ấy đặc biệt là kỵ binh mà cái chỉ số cái cái skill thứ bốn của con này tăng chỉ số kỹ năng tăng sát thương cho kỹ năng tăng sát thương cao quá cao luôn này. còn khỏe đó, mẹ vừa trâu bò vừa chạy nhanh vừa khỏe vừa ly đoàn mẹ con này tôi mà lấy điều năm bò này không không cãi được ông nào mà có ý kiến khác tôi tiếp luôn mẹ tôi gọi gọi gì đàm phán nào hỏi đàm phán nào gọi là không phải cãi nhau mà cãi nhau mà gọi bàn mà bình luận luôn ok thì bình luận thế dưới, phản đối thì tôi 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 về tôi 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 vào tôi tiếp. <laughs> ok, đấy là kỵ Binh à, với bộ binh thì cũng khá nhiều tướng, à, bộ binh thì có Quan này. ở à, C Piểu cũng nó khá là ngon này. À, tướng mới ra là Saigon đúng không? Saigon đánh khỏe, rầm rộ, Saigon mới ra là khá là nhiều rầm rộ là mọi người rầm rầm rộ rộ. <laughs> hơi Saigon khỏe lắm. À, nhưng mà so với ý kiến của tôi ấy, thì uh, bộ binh năm 2022 thì khỏe nhất là CPU Prime à, Con này skill đầu cực kỳ khỏe luôn 2000 điểm skill đầu mà đánh được diện rộng à, Giảm sức khỏe của đẻ địch 30% 3 giây Thì riêng cái skill đầu đầu tiên này thôi là đủ để anh em biết là nó khỏe như thế nào rồi Lại còn thêm 3, bốn cái skill đằng sau nữa mà đánh cái gì dùng cái gì cũng được luôn à, Skill thứ hai là Tấn công bộ binh 40% à, Tốc độ diễu hành của bộ binh 15% à, Thưởng tốc độ hành diễu hành của bộ binh mới uh, thêm 10% nữa khi ở ngoài đất của uh, liên minh. Nghĩa là cái rất là cái cái linh hoạt cái cái độ cái độ di chuyển của con tướng này rất là nhanh luôn. Có thể dùng đánh ở uh, này uh, like liên minh ở cực kỳ cực kỳ hiệu quả tại vì cái tốc độ di chuyển quân của nó. Uh, chỉ số công thì 4% là trăm là khá quá là cao rồi anh em ạ. À uh, skill thứ ba nữa lại có thêm thưởng sức khỏe bộ binh thêm 20% nữa. À rồi lại có 10% khả năng là gây thêm sát thương cho kẻ địch là 500 trong vòng 3 giây nghĩa tổng là 1.500 Là bằng gần bằng con Alex skill thứ 2 rồi, skill thứ 2 của Alex là 1700. Thì skill thứ um, thứ 3 này của CPO là rưỡi luôn mà lại được thêm 20% máu nữa nên là quá khỏe anh em ạ. À, skill thứ 4 thì khi đội quân trên bản đồ chỉ sát thương kỹ năng 50% xác suất giảm sát thương đó đi 30% và tạo ra một lá chắn bao trùm đến ba đội. Hiệu ứng này chỉ kích hoạt được một lần một tám uh, giây một lần thôi. Thì uh, ra đánh bo thì ăn skill thì phải nói thôi khỏi phải nói rồi. Cái này cứ 8 giây lại lên, 8 giây lại lên anh em ạ. Uh, mà cái chỉ số giảm skill cũng khá là tốt tại vì ăn 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 đòn nhẹ, nhẹ bớt đi thì giảm nghĩa là cũng khỏe khỏe hơn, nghĩa là cái chỉ nghĩa là con này so với chỉ số thủ con này chỉ số thủ cũng khá là khỏe khá là ổn. Đói bộ binh à, kỹ năng mới kỹ năng uh, expertise của con này thì là tăng 10 phần trăm sát thương thì ngay từ ngay như là như tôi nói ngay từ đầu ấy, giờ cái kiểu tướng nó mới ra bây giờ ấy là chỉ số kỹ năng đánh càng ngày nó càng cao nên là cứ cái gì mà tăng được thêm là kỹ năng uh, gây ra sát thương thì càng tốt thêm 10 phần trăm đi cặp con lão ngon bây giờ ít khi có tướng nào ra đánh mà đéo ra skill được đéo đéo ra kỹ năng em nên là ngon đi cặp được rất là nhiều con à, khi mục tiêu bị câm lặng thịnh lộ tăng nhanh ba ba thì anh em biết là bây giờ là người ta dùng quan ở phiêu con quan quan, quan vũ ấy. quan vũ dùng quá nhiều luôn nên là khả năng mà khi mình đánh mà cái đối tượng nó bị câm lặng là rất là rất là cao <laughs> mà đặc biệt là bộ binh nhiều khi mình còn cầm luôn cả quan đi nữa nên là cái này lúc nào cũng dùng được luôn quá đỉnh luôn thế là cả năm skill skill nào cũng ngon mà được cái con này dùng được thủ nhà được nghĩa là anh em đầu tư vào con này có thể dùng để thủ nhà có thể dùng để thủ cờ thủ đèn thủ được à, có có nhiều tiền thì dùng uh, Zino với con này hoặc là Flavius với con này thủ đèn hoặc thủ nhà không có nhiều tiền thì dùng con tướng đời một cũng được con cho một theo bây giờ con C biểu này thủ nhà cũng ok mà nếu mà cần thiết lắm mà cần tướng để rally con này dùng cũng tạm được nghĩa là không phải là cực đỉnh để rally nhưng mà chỉ số cũng khá là ổn có thể dùng rally mặc dù là ít người dùng nhưng mà có thể dùng ok đây là lại là một con tướng nữa dùng được rất là nhiều thứ luôn cực khỏe luôn à, nghĩa là ngang ngang tầm với cả nevsky ok hai con là nếu mà so sánh thì hai con là rất là ngang tầm nhau gọi gọi về cái kiểu là đánh được nhiều đánh được dùng được nhiều nhiều lúc nhiều lơi nhiều nhiều thứ ok à, Tiếp theo thì sẽ đi về nói về con cung. Thì uh, chọn con tướng cung nào mạnh nhất thì đối với mình cũng hơi khó tại vì uh, lúc mình cũng phải tại vì mình có hai con tướng này mình suy nghĩ rất là nhiều. Là một là con nubu hai là con cờ Thì mình uh, rất là dùng nhiều thời gian để gọi là phân uh, phân kiểu đắn đo suy nghĩ với hai con này để chọn ra con nào mình nghĩ là khỏe nhất của năm 2022. Thì uh, sau khá nhiều thời gian suy nghĩ với cả tính toán trong đầu óc nghĩa là con nào ngon hơn ấy. thì mình quyết định uh, mình nghĩ là bu được cờ là con mạnh nhất của trợ với cung thủ của năm 2022 tại vì ấy, cái chỉ số skill số 1 của con này ấy, số 1 2300 cực khỏe luôn rồi lại thêm cái 30 35 phần trăm tăng kỹ năng sát thương uh, cho cái đội mà mình đang đánh nữa nghĩa là cái cái đấy là quá khỏe rồi mẹ dạo này bây giờ tướng tàn ra skill mạnh thôi mà con nào mà bị ăn cái 30 tăng 30, 35% kỹ năng sát thương này nữa rồi thì toang. Thế là cái skill số 1 con này cực kỳ khỏe luôn. Mặc dù nó chỉ đánh một đạo thôi, nhưng mà cái skill số 1 nó đánh 2003 nghĩa là khi mà con Nbu ấy mà đánh kiểu là dưới hai đạo ấy, dưới hai đạo một lúc ấy thì không bằng được con uh, Buduker. Tại vì Nbu chỉ số điểm con đầu có 1000 nghìn, nghìn, rưỡi thôi. Kể cả có expertise nữa thì cộng thêm được 500 cho cái đối tượng uh, một đối tượng đang đánh thôi mà riêng cho bù cờ cái điểm đầu tiên đã hai ba rồi mà lại cái 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 cái, cái, cái dạng cái tăng sát thương cho cái đội đang đánh thêm ba phần trăm nó quá quá nguy hiểm luôn gọi là một trong những con tướng nguy hiểm uh, ở trên uh, open field uh, thì cái riêng cái skill số 1 thôi cũng là quá khỏe rồi so với con này uh, mà đánh thì nhiều lúc trên đánh ở kvk thì có lúc thì đánh nhiều lúc thì đánh ít thôi nhiều khi đánh uh, địch đánh một hai đạo thôi thế là nên là khi mình phân tích mình đánh đo thì cũng phải suy nghĩ xem là nghĩa là khi dùng quân này thì dùng những những cái gì đánh ở những ở đâu có hiệu quả không ở à, đấy là lý do tại sao à, skill thứ hai thì uh, tăng công cung thủ ba nghĩa là tăng công sức công thôi à, khi đạo quân này dưới tám thì uh, tăng thủ lên đến ba nữa nghĩa là công khỏe thủ khỏe luôn tại vì khi mà anh em đánh ấy, thì uh, xuống tám mươi máu rất là nhanh à anh em mà ra đánh kiểu đánh cái map ấy, ra đánh độ tầm 10 20 giây là xuống máu 80 80 phần trăm rồi thì cái thời gian là mình được cái 30 30 phần trăm công của thủ công thủ của cung ấy, rất là nhiều Nên là một cái skill cũng khá là khỏe luôn thưởng tốc độ bộ hành cung 10 phần trăm đó nghĩa là có chạy nhanh chạy nhanh là tốt có thể dùng được ở trong Liên minh ở skill thứ hai thì giảm thiệt hại kỹ năng phải chịu 25 phần trăm nghĩa là khỏe luôn đấy đánh giờ đánh murder ball con này đi đánh thì nó nó giảm cái cái kỹ năng giảm cái sát thương mình bị bị thính mình mình bị dính tại vì giờ đánh bo nhiều đúng không thì uh, giảm cái uh, kỹ năng sát thương cũng khá là tốt luôn uh, khi mà dính kỹ năng sát thương ấy thì có xác suất là 50% phần trăm để đánh được cái, uh, cái 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 khi mà mình đánh ấy. Uh, đoàn tấn công thường thì cái được, được tiếp theo là tăng lên 25% phần trăm hoặc là 50% phần trăm thì cũng khá là tốt tại vì ra đánh bo nhiều mà cái này nó 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 nó, nó cái hiệu ứng này nó xảy ra nó khá là nhanh um, khá là ngon um, một cái thêm một cái skill tốt nữa đánh ở open field uh, mà skill số 4 nữa là khi tấn công đội quân đội quân được hồi máu hệ số là 800 nghĩa là con này nó đánh lâu lâu dài được tại vì nó chữa thương được uh, sau khi dùng kỹ năng hoạt động uh, cung thủ có thể gây uh, 5% phần uh, trăm sát thương cho bộ binh thì um, kiêu này ấy, thì đánh ở trên trên open field thì nó nó giúp mình đánh lâu dài hơn mình đỡ phải đưa lính về nhiều. Uh, expertise kỹ năng mới thì tăng 10% sát thương của cung thủ gây ra. Uh, khi hiệu ứng khống chế đội quân cho sát, sát xác suất 8% phá giải hiệu ứng. Thì bây giờ ấy như khi vừa tôi nói con bộ binh ấy, bây giờ quan vũ dùng rất là nhiều, bị uh, câm lặng rất là nhiều nên là có con này đi đánh là có kiểu là chống lại được bị câm lặng của quan vũ. Cũng khá là tốt. Mà được cái là cái skill của con này ấy là dùng được tất cả mọi thứ luôn Thích rally cũng được mà thích thủ nhà cũng được Chẳng hạn nhưng mà có tự cần con cung thủ để thủ nhà ấy Mà anh em chưa có tự gọi là tướng xịn cung thủ thủ nhà ấy Con này có thể thủ nhà Tại vì tất cả cái skill của nó dùng được mọi lúc mọi nơi luôn Mà nó không phải đòi hỏi là chỉ có một phải là phải là một trăm phần trăm cung thủ hay gì hay là gì đó đúng không tất cả skill là dùng được luôn, nghĩa là tăng cái chỉ số cung thủ, tất cả chỉ số lên luôn. nghĩa là có thể dùng được thủ nhà luôn, không phải như cả con uh, Nevsky lại ấy. chứ con Nevsky thì khi thủ nhà là phải bỏ hết các lính khác ra, chỉ có lính kỵ binh trong nhà thôi thì nó mới hiệu quả. tại vì cái skill thứ bốn của con Nevsky này là phải là 100% kỵ binh. nhưng mà với con Buda cờ thì vừa dùng được thủ nhà, vừa dùng được công công các công trình, công đèn các thứ. nghĩa là lại một con tướng nữa đánh phiêu khỏe mà dùng được nhiều thứ mọi lúc mọi nơi luôn đấy là cái lý do tại sao mình chọn con này hơn là cái con nbu nbu được cái là đánh aoe diện rộng thì khá là ok và nhưng mà nó là chuyên về chủ yếu là chuyên về uh, rally nhà uh, rally cờ mới rally đèn tại vì một cái skill của nó là chỉ có thực chỉ có là được khi mà công Uh, công uh, công công đèn hoặc là công uh, tấn công đúng không cái skill đó là skill thứ ba khi chỉ huy này phát động tấn công sát thương phản kích được tăng thêm 13 phần trăm nghĩa là phải khi ốp mở rally anh em ạ thì mới được là uh, không thể dùng nbu mà thủ nhà được mà chủ yếu dùng để gọi là rally thường là dùng để rally đèo hoặc rally cờ uh, nhưng mà bú được cờ thì cũng có thể dùng rally được anh em ạ ok mà cũng ngon nữa à, uh, là, cái đấy là lý do tại sao mà tôi chọn uh, Burờ là số 1 cho với cung thủ uh, Thì đấy là ba con tướng tôi nghĩ là hiện tại bây giờ đang là ngon nhất cho mỗi loại uh, loại lính uh, anh em nào mà kiểu là không đồng ý với ý kiến của tôi ấy thì uh, xin comment ở phía dưới tôi sẽ vào bình luận Ok Cảm ơn mọi người đã xem video nhé